Năm 2022, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời phê phán, đấu tranh các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Các cơ quan báo chí quân đội đã phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương mở nhiều chuyên trang, chuyên mục với những phân tích, bình luận sắc sảo, đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu của các thế lực thù địch và những phần tử xấu. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương xác định đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin tới bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn phát hành các loại tài liệu về công tác thông tin tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.